chưa muốn nỗ lực yếu phê quá. Muốn hề băng đó chứ không phải đâu. Yếu phê quá. Không có chơi ảo chứ không gỡ. Chứ đâu muốn hề băng mà cho nó bị vì đó luôn mà. Hề băng đẹp hơn. Hề băng đẹp lắm mà đi về đẹp. Chơi gỡ. Một gỡ nữa mà. Gãy vậy. Ừ. Ok. Gãy vừa bỏ mất tép đó mà. Rồi lưu riêu cái chục điểm được nè. Mạnh lực quá. Xin lỗi xin lỗi. Lá ta đi đâu? Lá ta chả. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, mà bàn quá đẹp. Mà đây quấn mà bàn quấn vậy đó. Đúng rồi. Đúng chứ. Hay quá, hay quá. Ban lợi ban nãy giữa với ban thường là quýnh trà lút hết vậy. Không có được chơi gì, anh ca khó coi lắm à. Góc điểm mình rất là mình khóc mà. Đúng rồi. Ông trên ông mà tám đánh là ma lắm, anh chị xuống dưới liền đánh gãy luôn.
Bà băng mạnh đúng rồi đó. Tốt quá. Ngay cái giờ ướt rồi, ướt rồi. Nó trái giờ gờ quá bình thường. Quá ướt. Chết. Rồi. Lấy mép ngoài. Đúng luôn. Từ bây giờ cái cầu gì nó có cặp cánh. Cặp cánh mà nó bị ướt mẹ hay là lên nữa. Ngon quá. Ướt quá thì muốn nè. Muốn gì đâu mà. Cái đó là cái bé không có nhẹ bến, không có nhẹ bến trúng rồi. Ông dèo mày đúng đổ bệnh luôn này. Ê đúng đổ bệnh luôn này. Mày mày rồi. Đủ mày chưa? Rồi đủ mày. Mày ướt cánh đi làm sao mà nó nhả ra. Con đổ bệnh mà sao bị lại vậy? Cái này. Đủ quá. Thế rồi kéo mạnh quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
Thiếu lực tới lực không? Cái con gì nó bệnh rồi, nó có chất rồi, nó nói vậy. Hay đi tiếp. Ban này là xuống được rồi. Ban này không xuống được đâu. Giật liền mềm quá. Hợp quá. Thấy cào đủ luôn mới ghê. Đủ dê quá. Vậy thôi. Bông muốn cho bông mình cũng đi ra cái kinh luôn, sợ đi. Cháu đó cài rồi. Đấy mày con phương đánh được con đoan được con đánh. Bóng mười bọn ai được. Mà làm bọn bích y dùng gì rồi mà. Đó lúc lắm không có được đâu, giờ đồng loài nó cũng phải đặt nó lên. Tụi giờ này, cái lẽ mày đồ ăn nè. Nếu không phải có cái đó, đồ ăn không được. Vậy mà. Thôi không? Thôi mình lâu cũng vậy. Mọi người thôi á. Chỗ mình lâu cũng không có nhiều phút mà. Là phép nhiều lắm, thì cứ từ phép. Đoạn đúng cái gì này. Đoạn này nhiều lắm. Chúng nó từ từ. Mười con á. Mười mấy con nó dữ vậy. Đoạn đúng này á. Chứ ông nghĩ xuống dưới đây đây ai được thấy vậy? Siêu quá rồi. Dạ. Nghe cái đâu là lấy cái đâu để em muốn qua rồi. Hả? Em muốn được qua đi rồi đó. Vậy. Cả rồi cũng chắc gì đó. 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 Cái vấn đề này là phải cho mình vô ấy. Không không không. Ông không không không. 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 Ừ, không phải là ướt tại là cái cổ lô lét nhà ông bỏ. Nhưng mà nó không chịu được. Giờ cũng vô lại chặt. Vừa phê. Qua nữa muốn làm cũng bây giờ mà. Sao là đâu? Mà cho ướt luôn.
Ngủ đã mất rồi. Tắp thang gì rồi. Tốt rồi. Hai anh hãy gỡ mặt ra đi. Cắt ra đi cái điểm. Nó nốt qua nó lên. Đừng có đá nha. Nó tiên bố rồi đừng có đá nha. Đó lên luôn. Nghe đây. Chuẩn bị về. Chưa xíu nữa. Về đứt xoay xuống. Đạp vô cái nữa. Đây cơ 11 đủ luôn. Đó là còn một điểm đó. Cho gạo thêm vào nữa, cắt thêm cho gạo thêm vào nữa, cho đâu, cho tụi mấy bà. Rồi bà. Đồng cũng qua máy rành, đổ bệnh ra nước. Qua mơ đổ bệnh mẹ. Cái gì vậy? Đó. Đổ bệnh kỹ đó. Đó, kỹ.